Xin chào tất cả mọi người, thì hiện tại Thảo đang quay lại buổi livestream của hệ thống thẩm mỹ viện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng trực tiếp trao đổi với một chị khách hàng. Chúng ta thực hiện dịch vụ nâng mũi tại thẩm mỹ viện sau 1 tháng. Thì hôm nay chị tới tái khám thì mình sẽ cùng trò chuyện với chị. Chị ơi, em chào mình. Chị có thể tự giới thiệu mình được không ạ? Dạ vâng, em là Bùi Thanh Xuân, em ở dưới Trảng Bom. Dạ. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Năm nay 34 tuổi. Ồ, 34 tuổi mà nhìn trẻ quá. Chị ơi, thì bây giờ mình có thể là mình chia sẻ cho bên em được biết đó là mình thực hiện dịch vụ gì bên em chị ha? Em nâng mũi 4D chị. 4D, được 1 tháng rồi đúng không chị? Thì sau khi mà mình tháo nẹp nè, mình cắt chỉ nè, rồi nay là được 1 tháng rồi. Chị có cảm thấy hài lòng với dáng mũi của mình không? Em rất hài lòng. Dạ. Cho em hỏi là thật sự là có ai khen không chị ha? Chị làm sự nhiều người khen. Nhiều người khen lắm. Dạ rồi, cảm ơn chị. Em cũng xin phép chị là cho em được đưa ra cái hình ảnh trước của mình để em so sánh, để cho tất cả mọi người cùng xem là mình có cái sự thay đổi và khác biệt như thế nào chị nha. Thì bây giờ mọi người có thể là chúng ta nhìn thẳng vào để chúng ta cùng so sánh cái hình ảnh trước sau của chị khách hàng này. Thì cái nhìn hình trước thì mọi người có thể thấy là cái sống mũi nhìn rất là thô nè, đồng thời là xương nó bè ra hai bên, sống mũi tẹt không có, rồi đầu mũi nó bị cục nữa, và đồng thời để lộ rõ hai cái lỗ mũi rất là rõ. Rồi bây giờ chị ơi, mình có thể ngước lên giúp em nha. Đây, thì sau khi khách hàng ngước lên thì mình có thể mình thấy là cái trụ mũi của bạn cũng thấp nè, đầu mũi của bạn ngắn nè. Rồi, chị nghiêng góc nghiêng giúp em nha. Rồi nhìn cái hình góc nghiêng thì mình có thể thấy là cái đầu mũi của bạn bị hết lên nè, để lộ rõ cái lỗ mũi, và đồng thời cái sống mũi nhìn góc nghiêng thì hoàn toàn là không thấy. Đây, chúng ta nghiêng qua phía bên đây, chúng ta cũng thấy đây, lỗ mũi hết lên rất là rõ nè, để lộ hai cái lỗ mũi, và cái phong thủy của cái lỗ mũi cũ thì hoàn toàn là nó không tốt. Chúng ta nhìn vô chúng thấy lộ rõ hai cái lỗ mũi. Thì sau khi mà chúng ta làm mũi xong thì mọi người có thể thấy là góc nghiêng rất là đẹp nè, sống mũi hài hòa, tạo cái đầu mũi nó hơi đưa ra một tí xíu, che đi những cái khuyết điểm của cái lỗ mũi, thì tạo hình cái hình lỗ mũi là hình hạt chanh, thì nhìn rất là phong thủy và rất là đẹp. Thì chị ơi, thì chị có thể là chị chia sẻ cho em được biết thêm đó là điều gì đã tạo cho chị là biết đến thẩm mỹ viện mà chị tới đây? Vâng, em thì em theo dõi trên Facebook á, thấy bên mình quảng cáo, thấy em thấy bác sĩ Cường với bác sĩ làm cũng em tham khảo, để em gọi điện cho bên mình tư vấn, em tới đây. Dạ. Đây thì bên bác sĩ Cường là làm phẫu thuật cho em thì rất là tỉ mỉ. Dạ. Thì trước khi mà mình bước lên phòng mổ á chị, để mình chuẩn bị mình làm á, thì cái tâm lý của chị là chị có cảm thấy lo lắng hay là hồi hộp gì không? Không, em thấy bình thường. Bình thường. Dạ rồi. Trước kia mình có phẫu thuật gì hay không mà sao mình không sợ chị ha? Không, em đứng trước mổ xanh bé. Dạ. Rồi thì trong quá trình mình làm chị có cảm thấy đau không chị ha? Không chị. Không đau. Rồi chị đánh giá như thế nào về ekip bác sĩ cũng như là nhân viên chăm sóc mình ạ? Làm việc rất là nhiệt tình với nhân viên, rất thân thiện. Dạ. Rồi sau khi mình làm mũi xong á, thì cái việc mà mình chăm sóc tại nhà, chị có cảm thấy là khó khăn hay là vướng víu gì không chị ha? Dạ không chị. Hoàn toàn bình thường đúng không dạ, chị? Bình thường. Dạ rồi. Thì sau khi mà mình làm lên cái mũi này á, thì chị có cảm thấy là cuộc sống mình nó thay đổi không chị ha? Em thấy thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn. Công việc tốt hơn, nói chung cũng thuận lợi hơn nè. Dạ. Rồi về gia đình nè, này kia, rồi mình giao tiếp mình cảm thấy mình tự tin hơn khi mình bước ra ngoài xã hội. Thì sau khi chị nâng cái mũi này xong thì em thấy cái mặt của mình nó tạo lên những cái nét rất là hài hòa, tạo cho khuôn mặt mình nó xinh hơn, đồng thời có những cái điểm nhấn để khuôn mặt mình nổi bật hơn. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều về những cái chia sẻ của chị, cũng như là những cái tâm tư tình cảm của chị dành cho ekip cũng như là đội ngũ y bác sĩ bên em. Một lần nữa thì em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Hẹn gặp chị vào những cái dịp gần nhất để chị có thể là chị thực hiện thêm những dịch vụ bên em mà chị mong muốn. Dạ. Vâng, em sẽ giới thiệu bạn bè tới thẩm mỹ viện mình. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ em chào chị. Dạ xin chào tất cả mọi người ạ.